Dạ vâng, em Hải xin chào các bác ạ. Hôm nay trong clip ngày hôm nay thì em xin được bóc tem mở hộp một chiếc đẩy chính hãng ADH 4.12. Con này thì công suất rất là khỏe, chạy 4 kênh, mỗi kênh cho ra công suất khoảng 1.100W một kênh ạ. Thế với công suất này thì các bác có thể đánh thoải mái được là một cặp full đơn bát 30 vào một kênh, hoặc là một kênh có thể đánh được một quả súp đơn bát 50 từ 2 con 100. Hôm nay thì hàng mới về xong, hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch, mới đập hộp. Thì bây giờ sẽ bóc tem mở hộp chiếc đẩy ra cùng bác trải nghiệm xem là từ ngoại hình cho tới nội thất của chiếc đẩy ADH 4.12 này nhé. Đấy các bạn, thì đẩy của hãng chuyển sang, họ sẽ để nguyên cả bao bì. Đấy, chuyển sang bên em thì để nguyên cả bao bì ni lông này. Đấy. Và khi mở hộp thì ghim cắm này. Đấy. Ghim sắt. Một lớp xốp để ke rất là chặt các góc và bảo vệ chống va chạm. Để xuống đất đi em. Để xuống đất. Đây các bạn, thì bên trong sẽ có một quyển sách này. ADH 4.12. Sách này là hướng dẫn và chỉ số thông số của chiếc đẩy này. Đây các bạn, cùng xem thông số chiếc đẩy này. Model là ADH 4.12, công suất 8 ohm là 1200W, thì em cứ tính là khoảng 1100W cho dễ tính ạ. Ở súng 4 ohm thì là lên tới 1800W. Braille 8 ohm là 3600W, 4 ohm là 4800W, cực kỳ khủng luôn, cực kỳ khủng luôn nhé. Này là chế độ khi mà gạt Braille ạ. Damping là hơn 400. Damping trên 400 này thì các bác có thể đánh súp rồi. Con này đánh súp, tức là vừa đánh loa này, vừa đánh súp được. Không quá lớn mà đánh súp cũng được, mà đánh loa full tiếng nó vẫn bay và sạch tiếng. Chế độ sensitivity thì cũng có 0.775V này, 1.10V và 1.4V. Size 2U, nặng là 27.27kg. Này thì thêm cả bao bì nữa là 29kg. Ok, em nhấc đẩy đây. Rồi, mở giúp anh đi. Các bác cùng xem này, thiết kế mặt trước của chiếc đẩy ADH này là mặt phay nhôm, và thiết kế cái hai bên tay sách này rất là chắc chắn này. Đấy. Và đây thì có logo ADH, các núm volume to nhỏ. Các bác nào thích núm to, núm dài thì chiếc đẩy này là rất là hợp lý nhá. Đấy, núm này rất là to này và dài. Đấy, vặn núm là rất là dễ dàng. Màn hình hiển thị thông số, các đèn tín hiệu gồm là đèn tín hiệu đầu vào, clip cảnh báo công suất, protect cảnh báo bộ mạch. Cái mặt này là mặt mica bóng này, mica bóng. Ở bên dưới này thì là lỗ tản nhiệt, là lỗ thoáng. Ở bên ngoài thì có một cái lớp mà để là chống bụi. Đấy, nguồn rất là to này, Đấy, mặt trước thì thiết kế cũng đơn giản thôi, nó không quá cầu kỳ lắm, nhưng mà nhìn nó cũng tinh tế đúng không ạ? Nhìn nó tinh tế và nhìn nó rất là hợp lý. Đây, các tem ánh 7 màu ạ. Và phía sau của chiếc đẩy này thì các đường tín hiệu bằng Canon vào ABCD và có thêm các đường link ra. Đấy, link này thì trường hợp các bác dùng vang xuống mà chỉ có hai đường tín hiệu RL đánh loa thì các có các đường link này để các
các bác Linh đánh thêm các kênh, đánh thêm loa, các kênh CD này. Đấy. Và các đường ra loa thì cũng có hai kiểu đấu, các bác thích đấu jack kẹp cổ điển cũng được, mà đấu jack new trick cũng tiện nhé. New trick này thì cắm vào được. Ở phía sau này hai quạt gió. Bác đợi một chút, em sẽ mở chiếc đẩy ra. Đấy rồi em. Nào, bắn đi. Bắn rồi. Rồi, bây giờ em sẽ hy sinh chiếc tem của đẩy này nhé. Đấy, để quay các bác xem nội thất. Con này em sẽ để demo, sau đó là hôm nào đẹp trời sẽ xả cho các bác một con demo như này, một cái giá tốt. Đấy, còn bây giờ em chưa xả đâu, để demo để các bác qua xem mẫu và test hàng đã. Ok, đây rồi, em đã mở nội thất của chiếc đẩy JD ADH 4.12 rồi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40 sò. 40 sò một vế, tổng cộng là 80 sò các nhá. 80 sò NGVK ấy, dòng sò thương hiệu của Mỹ này. Đấy, sò NGVK nhé. Và đôi 4 6 8 10 12, 24 tụ. 24 tụ. Cái lượng tụ rất là lớn. 24 tụ. Là 12.000 microfarad. Và 80V. Điện trở rất lớn nhé. Rất nhiều tụ. Thì em cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Nếu mà nhìn vào đẩy thì chúng ta sẽ quan tâm 3 điều đúng không ạ? Đầu tiên là cái phần nguồn. Đấy, thứ hai là phần chất lượng linh kiện. Chất lượng linh kiện nó liên quan đến sò này, rồi là tụ này, rồi là các cái phần mên mạch. Đấy. Và thứ ba là bộ mạch hoạt động. Thì chiếc đẩy này mạch là mạch CLH ạ. Mạch CLH này, mạch CLH mà đi với sò nguồn xuyến cộng với cả sò NGVK mà cái lượng tụ nhiều này và điện trở tụ lớn như thế này thì các bác có thể thấy là đánh nó rất là khỏe và bền nhé. Cái này anh em lấy đi sâu đánh loa full cũng thoải mái, và dùng gia đình các bác vừa đánh súp 50 nhé, đánh súp 50 loại súp lớn rồi, và đánh loa 30-40 cũng đều rất ok, không sợ đuối công suất đâu. Con này công suất nó tận 1100-1200W một kênh cơ. Và quan trọng là damping của nó cũng khá là lớn, trên 400 thì có thể là vừa đánh loa vừa đánh súp được. Rất là ok đấy các bạn. Mạch nhìn các bác nhìn có thể thấy là đánh giá nhìn cái chất lượng mạch một con đẩy chính hãng từ những cái phần trở này. Đấy, nó rất là đều đúng không? Rất là đều và đẹp này. Đấy, tụ cũng vậy, đỉ mên, nhìn chất. Những cái dây điện kết nối tín hiệu này nó quấn ni lông nó gọn gàng. Phần nguồn nhé, nguồn rất to luôn này. Nguồn này, nguồn 22, 23. Đấy, ok, đấy, cùng các bác khám phá cái nội thất của chiếc đẩy ADH 4.12 này. Bây giờ em sẽ cho lên để test chất âm của em nó cùng với loa và súp, để các bác cùng trải nghiệm chất âm của chiếc đẩy ADH 4.12 này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Save me from tears.
ok, rất tuyệt vời đúng không bác? À, vừa rồi thì em đang đấu chiếc đẩy này với đôi loa GE của RCF và một kênh C là em đang đấu độc nó để đánh quả súp 50 Koda. Đấy, các bác có thể thấy là tất nhiên là cái không gian này thì không gian nhỏ cho nên là em chỉ đánh gọi là công suất 50% thôi, volume với bạn 50% thôi. Đấy, còn nếu đánh không gian rộng hơn thì có thể là cho công suất lớn hơn để thoát tiếng hơn. Nhưng mà các bác có thể thấy là cái chất của chiếc đẩy này nó vừa đánh loa full tiếng rất sáng sạch đúng không ạ, và đánh súp nó cũng rất là lực và chắc tiếng. Đấy, nó không bị mỏng tiếng súp. Đấy, đúng không ạ? Ok, là một chiếc đẩy chính hãng của thương hiệu ADH được bảo hành lên tới là 24 tháng, có giá hơn 6 triệu đồng. Các bác muốn giá tốt nhất thì liên hệ trực tiếp cho ông Hải qua số điện thoại online khu vực miền Nam là 0982 352 313, số hotline ngoài Bắc là 0919182233. Ok, và bây giờ thì xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.